sẽ chờ em dù biển xanh kia có cạn khô. Dù qua thêm bao kiếp anh vẫn sẽ chờ. Nhân thế khổ đau tìm hoài sao không thấy nhau. Người thương chẳng thương mình, còn người không thương cứ theo ta cả một đời. Cây đã già nua chờ ngày chết cách xa cõi đời. Chiều hoàng hôn buông xuống chén tình say, họa người thương trong bức tranh, họa ánh mắt anh buồn, họa nụ cười thêm trên nét môi nhưng sao không được. Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi, họa vào nét môi anh nở cười tươi, giọng lệ rơi rơi phai màu nhòe đi. Xin chào các bạn. Bây giờ Dung sẽ hướng dẫn các bạn đệm hát bài Khó vẽ nụ cười nha. Bài này Dung sẽ hướng dẫn các bạn chơi trên tông la thứ. Nếu mà các bạn muốn hát bằng với tông của ca sĩ thì các bạn sử dụng cái kẹp capo, mình kẹp lên ngăn thứ tư ở đây. Đây mình sẽ kẹp ở đây là mình hát bằng với tông của ca sĩ và mình cũng chơi cái hợp âm này và cái cách đánh tay phải cũng như vậy luôn ha. Trong clip này thì Dung sẽ bỏ kẹp capo ra ha, để nó hát cho nó dễ. Thì đầu tiên á, mình sẽ đến với phần hợp âm trước. La thứ nè, ký hiệu là chữ A, M. Tiếp theo là hợp âm son trưởng, ký hiệu là chữ G. Hợp âm pha trưởng, ký hiệu là chữ F. Hợp âm đô trưởng, ký hiệu là chữ C. Hợp âm re thứ, ký hiệu là chữ D, M. Hợp âm mi 7, ký hiệu là chữ E 7. Các bạn có thể đặt ngón trỏ ở đây và ngón giữa ở vị trí này, ngón áp út ở đây đó, hoặc là các bạn có thể đặt ngón trỏ và ngón giữa ở đây, còn ngón cái nè mình sẽ đặt ở cái nốt ở trên cùng này đó. Thì các bạn để tay như thế nào cũng được, miễn sao là đánh để đủ cái dấu chấm đó ha. Tiếp theo là âm mi thứ, ký hiệu là chữ M. Ok, bây giờ mình sẽ vô phần đệm hát cụ thể nha. Công thức đệm hát của mình như sau: chập 4, 3, chập 2, 1, 3. Chập 4 ở đây có nghĩa là các bạn sẽ móc 4 dây này lên cùng một lúc như thế này. Đó, móc 4 dây này lên cùng lúc nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đánh dây 3. Rồi, chập 2, 1 là các bạn sẽ móc dây 2 và dây 1 này lên cùng một lúc. Rồi lại đánh dây 3. Đó, nếu mà bạn nào mà lúc đầu không làm được chập 4 dây á, thì các bạn có thể móc 1 dây 4 thôi, hoặc là dây 4 và dây 2. Đó. Chập 4, 3, 2, 1, 3. Được không? Khi mà các bạn đánh hết công thức này rồi, các bạn sẽ quay trở lại từ đầu công thức và nối liền nhau luôn nha. Chập 4, 3, 2, 1, 3. Chập 4, 3, chập 2, 1, 3. Chập 4, 3, chập 2, 1, 3. Rồi, sau khi mà mình quen tay rồi, mình bắt đầu vô với hợp âm nha. La thứ qua son trưởng nè. Chập 4, 3, chập 2, 1, 3 son trưởng. Được chưa? Đó là cái câu đầu tiên của bài. Đến cái câu thứ hai là nó có 3 hợp âm: pha trưởng, son trưởng và đô trưởng. Thì cái pha trưởng các bạn sẽ chỉ chập 4 thôi, và son trưởng cũng vậy luôn. Pha trưởng nè, chập 4, rồi nghỉ, cho nó ngân tự do. Rồi qua phần tiếp theo là son trưởng, lại chập 4, rồi lại nghỉ để ngân tự do. Sau đó qua đô trưởng, đánh đầy đủ công thức trở lại. Được chưa? Bây giờ mình sẽ làm nối hai câu này lại. La thứ son trưởng trước nha. La thứ nè, son trưởng, pha, son, đô. Đó, thì các bạn cứ xem là cái hợp âm nó đứng ở trước chữ nào là mình hát đến chữ đó, mình sẽ chuyển hợp âm.
Đầu tiên là hợp âm la thứ đứng trước chữ sẽ, thì các bạn hát chữ anh, xong rồi các bạn sẽ đánh chập 4 ngay tại chữ sẽ. Rồi tiếp theo thấy son trưởng đứng trước chữ em thì mình sẽ chuyển hợp âm son trưởng ngay tại chữ em ha. Ok, đến câu thứ ba là dù qua thêm bao kiếp anh vẫn sẽ chờ, thì bốn hợp âm ở chỗ này các bạn đều đánh đầy đủ công thức luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hát mẫu cái câu này nha. Anh sẽ chờ em dù biển xanh kia có cạn khô, dù qua thêm bao kia anh vẫn sẽ chờ. Rồi đến khổ tiếp theo mình cũng chơi tương tự như vậy luôn nè. Nhân thế khổ đau, tìm hoài sao không thấy nhau, người thương chẳng thương mình, còn người không thương cứ theo tất cả một đời. Rồi ở khổ này thì nó có cái câu cuối cùng là còn người không thương cứ theo tất cả một đời, thì hợp âm son trưởng và mi bảy tại chỗ đó các bạn cũng chỉ chập 4 thôi. Son trưởng nè, chập 4, rồi qua mi 7, chập 4. Được không? Làm lại câu này nha. Còn người không thương cứ theo tất cả một đời. Đó, cái la thứ ở chỗ đời thì các bạn có thể lặp lại hai lần công thức. Rồi đến khổ tiếp theo, mình cũng chơi tương tự luôn. Cây đã già nua, chờ ngày chết cách xa cõi đời. Ok, qua tới phần điệp khúc thì mình sẽ sử dụng công thức quạt ballad nha. Còn nếu mà đối với bạn nào mà mình mới tập mà mình không có quạt được công thức ballad thì các bạn có thể chỉ quạt xuống thôi. Có nghĩa là mình sẽ quạt xuống đều đặn theo số phách của bài. Xuống, 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 xuống. Đó, cứ quạt xuống ở mỗi hợp âm như vậy. À, dùng thử nè. Nhiều lần em muốn anh vui mà thôi, hòa vào nét môi anh nở cười tươi, dòng lệ rớt rơi phai màu, nhòe đi nụ cười khi ấy. Đó, các bạn cứ quạt xuống liên tục như vậy. À, và tay trái thì cứ thấy hợp âm nào nó xuất hiện thì mình chuyển hợp âm, còn tay phải thì mình cứ chỉ quạt xuống thôi. Còn nếu mà công thức quạt ballad của mình thì sẽ như sau. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên. Mình sẽ quạt xuống bằng móng của ngón trỏ nè, quạt lên bằng móng ngón cái, các bạn có thể xếp tay như thế này nhé. Thì cái nào mà dung đọc là xuống và lên thì các bạn sẽ chạm vô dây, còn cái nào dung đọc là nghỉ thì các bạn không chạm vô dây, nhưng mà tay của mình vẫn vung đều liên tục như vậy ha. Xuống nghỉ, nghỉ nghỉ, xuống nghỉ nghỉ, lên lên, xuống xuống xuống, lên. Đó, rồi tay phải mình cũng đánh liên tục công thức này luôn, cứ đánh hết công thức rồi lại quay trở lại từ đầu. Xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ nghỉ, lên lên, xuống xuống xuống, lên xuống xuống. Khi nào các bạn quen tay rồi thì mình sẽ vô với hợp âm. Đầu tiên có hợp âm la thứ và mi thứ ở câu đầu tiên ha. La thứ nè. Xuống, xuống, lên, lên, xuống, 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 lên, mi thứ. Đó, các bạn nhớ là mình vừa đánh hết công thức ở hợp âm này là các bạn sẽ chuyển qua hợp âm mới và đánh lại từ đầu công thức và nối liền nhau luôn nha. Đến cái câu thứ hai thì sẽ có ba hợp âm rê thứ, son trưởng và đô trưởng. Thì tại đây cái hợp âm rê thứ và son trưởng các bạn sẽ chia đôi công thức cho nhau. Rê thứ các bạn sẽ chỉ đánh hai cái xuống đầu tiên thôi, xuống xuống, xong các bạn chuyển qua son trưởng và mình đánh cái đuôi còn lại của công thức là lên lên, xuống xuống xuống, lên. Đó, làm lại nha. Rê thứ nè, xuống xuống, son. Sau đó qua đô trưởng thì mình sẽ đánh trở lại từ đầu công thức. Rồi bây giờ Dung sẽ đánh mẫu lại 5 cái hợp âm của hai câu này nha. La thứ nè. Rê thứ. Rê thứ. Son.
tương tự hai câu còn lại thì mình cũng chơi như vậy luôn. À, bây giờ dùng vô mẫu của hát nào. Nhiều lần em là chỗ khóc thật nhiều, nguồn khóc thật nhiều, thì các bạn lại sử dụng công thức quạt ballad như thế này. Và mình cũng đánh y chang cái phần điệp khúc luôn, là cũng có rê thứ với son trượng là chia đôi công thức, rê thứ với mi thứ là chia đôi công thức nha. Ok, như vậy là hết clip rồi đó. Chúc các bạn tập tốt nha. Bye bye.